Chiều ngày 19 tháng 1, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đơn vị tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Phi Liên và Đạ Cờ Nàng, huyện Đâm Rồng. Đoàn đã trao 100 suất học bổng với suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại hai xã trên địa bàn huyện Đâm Rồng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã đồng hành cùng với hội để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh. Đó là nguồn động viên lớn để các em nỗ lực cố gắng, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng chúc các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đón một cái Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ấm áp, an lành và hạnh phúc.